Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Nhân dịp đầu năm 2021 Tân Sửu, bút mực xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những công trình thi công tiến độ nhanh, hiệu quả và an toàn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chia sẻ với các bạn một cái công trình có bề mặt là rộng là 6m và chiều dài là 26m. Công trình này thi công thiết kế 5 tầng, được sử dụng cái con kê 2 lớp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Long sản xuất. Mời các bạn cùng theo dõi để chúng ta có những cái chia sẻ, nhận xét để chúng ta rút kinh nghiệm cho những cái công trình chúng ta làm tiếp theo để nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và cái uy tín của chúng ta đảm bảo hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Thank you.